Hello tất cả mọi người, lại là mình đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục lấy màu khác để tô vào cho nó đẹp hơn nha các bạn nhé. Để cho màu chúng ta được, để bức tranh của chúng ta được đẹp hơn nha các bạn ơi. Thank you.
Như vậy video của mình như là kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay và đẹp thì hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nhá. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô mò sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mò nha các bạn.